Xin chào, bác đã quay trở lại với kênh Kia Xe Đạp, kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác mẫu xe Dua, Stua, là một thương hiệu xe rất là nổi tiếng ở Malaysia. Xe được trang bị bộ chuyển động là bộ đề Shimano Tiagra gắn đĩa trên Shimano Soza. Xe nhập khẩu nguyên chiếc, nguyên bản chính hãng, khung nhôm, nước sơn nguyên bản. Do là xe bãi đã qua quá trình sử dụng nên là phần khung của chiếc xe thì xuất hiện một vài vết xước nhỏ là không thể tránh khỏi. Và mẫu xe Dua được trang bị full bộ cọc yên của cốt ghi đông của Ulo, một hãng sản xuất phụ tùng xe đạp cũng rất là nổi tiếng. Gạt trước là Shimano Soza, đùi đĩa Shimano, đằng sau là đề chuyển số Shimano Tiagra, đĩa 10 lít. Trên ghi đông mà chiếc xe được trang bị bộ tay lắc cũng ở Tiagra. Bánh 700C phanh 3 mảnh, tích chô. Sau là bi vòng cuối lỗ. Bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size của chiếc xe từ cân trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 54 cm. Chiếc xe phù hợp cho các bác từ khoảng 1m64-65 đến 74-75 thì là phù hợp. Chiếc xe này đang bán bên em với mức giá là 10 triệu 9, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác có quan tâm về chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác của em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.